đầu hết viên pin nè, bắt đầu vô ăn đổi viên mới nữa nè. Đây xa quá không có theo chia sẻ được các bạn. Đây, máy bay C40 luôn nha. Cái này lái rồi mình ăn tính sao ha? Tính ăn pin. Pin nào? Một cái pin gì nào ăn nhiêu? Thì theo quen biết. Dạ. Lạ thì 100. 100. Còn mỗi gục thì 80, à, gục gục nữa thì hai cục 150. Làm giống gì cô? OM34 hả? Đây giờ mình bán được cái nhiêu đó con giống này? Lấy có 7.000. 7.000 nha. Bữa nay thì mình chia sẻ chiếc máy DC105X đang thu hoạch giống lúa OM34 tại huyện Mù Cà tỉnh Kiên Giang nha. Cái cánh đồng mình thì làm giống OM34 vụ 3 các bạn. Là mấy công cô? À, thứ hai công tí xíu. Nguyên cái cánh đồng thì hôm nay đưa đông can luôn. Phải cắt tới chiều nay rồi là muốn xong luôn các bạn. Hiện tại thì cái cánh đồng của mình sau một cái cơn mưa và cơn gió lớn thì cái vàng lúa đã sập hết. Lúa này còn rất là xanh luôn nha. Giờ vô hạt gạo chưa đều nữa và đã ngã sập hết. Chuẩn bị khởi động. Mến chào tất cả các bạn trở lại với kênh. Tiếp tục hôm nay rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình nha. Bữa nay thì mình chia sẻ chiếc máy DC105X đang thu hoạch giống lúa OM34 tại huyện Mù Cà tỉnh Kiên Giang nha. Cánh đồng mình thì làm giống OM34 vụ 3 các bạn. Ở đây thì bà con mình cắt xong bán là được 7.000 đồng một ký các bạn. Đây thu hoạch một công tầm 10 bao rồi các bạn. Lúa mình cũng không quá trúng nha. Đây nước rất là nhiều luôn. Đây là đặt tới hai cái máy bơm ở đây. Nguyên cái cánh đồng thì hôm nay vô đông can luôn. Không phải cắt tới chiều nay rồi là muốn xong luôn các bạn. Mấy anh máy kéo thì đậu đợi lấy lúa. Trên cánh đồng mình hiện tại thì tới tổng cộng 3 chiếc máy cắt trong màn ảnh mình nhìn thấy nha các bạn. Xung quanh thì thêm mấy chiếc nữa mà mình xa quá mình không có chia sẻ. Chiếc thì chạy một miếng ruộng cho chủ ruộng yên tâm đó các bạn. Bây giờ lúa bây giờ sợ mưa dữ lắm rồi. Thấy cái giống OM34 này thì nó ít sập các bạn. Mình thấy nguyên cái cánh đồng luôn là lúa không có sập thôi. Mà có cái năng suất hình như là hơi kém các bạn. Lên đây đâu 5 chiếc máy các bạn. Đó,
Hiện tại mình đang chia sẻ cảnh thu hoạch lúa tại khu vực kênh Chàm Tre. Ở đây thì huyện Tân Hiệp với huyện Dòng Viện nó giáp nhau đó các bạn. Chú ông đàn này bắt cá các bạn. Đấy, cái thủ tục kia là mình thấy mà mưa nữa mà chẳng nước cũng càng lắm. Tại thì mình đang chia sẻ máy DC-105X thu hoạch giống lúa 5451 các bạn tại khu vực huyện Đồng Viên và giáp ranh với huyện Tân Hiệp nha. Đây thì bà con mình bán được 7.500 đồng một ký lúa tươi các bạn. Nay bị vô cái cơn nước lũ thì máy chạy trao qua trao lại các bạn. Ở đây ruộng mình bây giờ nước lũ về thì cá rất là nhiều các bạn, có những cái người dân đi bắt cá cũng nhiều. Cánh đồng này thì cắt đồng lọt quá thì người dân chia ra bắt đó các bạn, mỗi miếng thì có 2-3 người vậy thôi. Không có sập bao nhiêu các bạn. Xin mến chào cô chú cùng tất cả các bạn nha. Hiện tại thì cái cánh đồng của mình sau một cái cơn mưa và cơn gió lớn thì cái dàn lúa đã sập hết. Lúa này còn rất là xanh luôn nha. Bây giờ vô hạt gạo chưa đều nữa và đã ngã sập hết. Cái cánh đồng này mình cái khúc lúa sập này tầm 50 công á. Ở đây thì bà con mình có thể bị thất thu khá là nhiều. Nguyên cái khu đồng này luôn. Cái cơn gió bất chợt nhưng mà cái hiện tại thì cái cánh đồng không còn cái gì hết.
Ủa này máy bay phun thuốc của anh trai ha, đi thổi lúa cái vụ 3 này các bạn. Thì hiện tại cái vụ 3 của mình đang vô cái cơn mưa rất là triền miên luôn, nên phải dùng cái máy bay để thổi lúa rồi mới cắt nha anh. Chuẩn bị khởi động. Vụ này không có xả lúa, giờ đi thổi lúa nè. Mình cha lái đây ha. Cái này lái rồi mình ăn tính sao ha? Tính ăn pin. Pin á, một cái pin vậy là bao nhiêu? Đi theo quen biết. Dạ. Lạ thì 100. 100. Còn mối ruột thì 80. Dạ. À, từ cục nữa thì hai cục 150. Dao động từ 80.000 một pin ha. 80.000. Trời đang lái, ổ này lái cũng thấp dữ ha. Có mệt mấy à. Cái này phải bay khá là thấp nha các bạn. Tầm 1 mét tới trên 1 mét chút xíu à. Để thổi cho cái vàng lúa mình nó khô ha. Đây dành tới không? Tới. Cùng nhỏ dữ hết biết xài hả ba? Đồ hết viên pin nè, bắt đầu vô ăn đổi viên mới nữa nè. Này xà quá không có theo chia sẻ được các bạn. Này, máy bay C-40 luôn nha. Nán lại mấy cục pin về sạc luôn được rồi. Thằng nhỏ thiệt. Chỗ mấy anh chém chắc lúa rồi. Để làm giống gì cô? OM34 hả? Ở đây giờ mình bán được cái gì mấy cô giống này? Lấy có 7.000. 7.000 nha. Máy kéo đang chở lúa vô các bạn. Công tầm nhiêu bao đấy cô? Hả? Trời ơi. Chúng bao công hả? Rồi. Ra đây lọn đây được không giờ anh đi? Đi thổi lúa hay gì? Ừ, thiết cho anh ta. Cánh đồng phía bên kia thì hiện tại người ta trục đất luôn rồi các bạn, thả dịch cho anh ăn luôn rồi.
bầy vịt của cô chú phía bên đó hiện tại đang lùa về các bạn. Lúa cũng đã chắc lên xong rồi. Bịch là mấy công cô? À, cứng 2 công tí xíu. 2 công à? 2 công cái gì đó. Dạ, 2 công gốc 4 cái gì? Không, gốc 8 hả? Nửa tiếng mà. Dạ. Cái gì bị kinh đó. 2 tầm rồi đó hả? Dạ. Ừ. Vậy là 27 bao hả? 27 mà. 7 bịch là cũng trên 10. Cái miếng su đen lại trên 10 bao rồi. Hả? Trên 10 bao rồi. Cái bông dữ lắm đó trời. Ở đây mới làm giống này lần đầu tiên luôn hả cô? Ừ, mới đầu tiên vậy? Dạ. Mới làm giống đầu tiên mà mới khách cũng thật hơn. Tại vụ ba cũng không biết đâu, thời tiết mà. Tại thì chiếc máy 105X di chuyển ra xa các bạn ơi, mình không có di chuyển ra ngoài đó được rồi. Xin kết thúc video luôn nha, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Cũng như là có thể cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình đi chia sẻ những cái cánh đồng cũng như là những cái chiếc máy gặt nữa nha các bạn. Rồi xin tạm biệt các bạn, là chúc các bạn xem video vui vẻ nha.